Vay thấu chi tín chấp TP Bank. Bạn đang cần vay tiền gấp để chi tiêu cho mục đích cá nhân mà không muốn thế chấp tài sản đảm bảo. TP Bank hỗ trợ bạn vay vốn thật đơn giản và linh hoạt theo nhu cầu sử dụng thực tế với hình thức vay thấu chi tín chấp. Lãi suất 17% một năm. Vay tối đa 100 triệu. Thu nhập tối thiểu 4 triệu. Thời hạn vay tối đa, linh hoạt. Đặc điểm và lợi ích khi vay thấu chi tín chấp tại TP Bank. Hiện nay TP Bank chỉ triển khai một sản phẩm vay thấu chi tín chấp duy nhất với những ưu điểm nổi bật như sau: có thể chi tiêu vượt qua số tiền có trong tài khoản bất cứ lúc nào trong thời hạn cấp hạn mức. Hạn mức vay lên đến 100 triệu đồng. Thời gian vay lên đến 12 tháng. Không cần thế chấp tài sản bảo đảm. Khách hàng có thể rút tiền hoặc trả nợ linh hoạt theo nhu cầu. Chỉ bị tính lãi trên số tiền và số ngày sử dụng thực tế. Phương thức trả nợ, lãi được hạch toán hàng tháng và trừ âm vào tài khoản. Khách hàng có thể trả gốc và lãi trực tiếp vào tài khoản thấu chi trong khoảng thời gian được cấp hạn mức thấu chi. Hồ sơ, thủ tục vay vốn đơn giản tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người vay. Có thể sử dụng sản phẩm theo nhiều hình thức khác nhau, rút tiền, thanh toán, chuyển khoản, chi tiêu và hoàn trả số tiền thuộc hạn mức thấu chi trong cùng một ngày sẽ không tính lãi. Lãi suất vay thấu chi tín chấp TP Bank. Lãi suất vay thấu chi tín chấp khá ưu đãi chỉ từ 17% năm. Mức lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh để phù hợp với chính sách cho vay của TP Bank trong từng thời kỳ. Khách hàng có thể sử dụng công cụ so sánh lãi suất vay tín chấp TP Bank để lựa chọn gói vay có nhiều ưu đãi nhất. Điều kiện vay thấu chi tín chấp tại TP Bank. Để vay thấu chi tín chấp tại TP Bank, khách hàng cần đáp ứng được các điều kiện sau. Khách hàng cá nhân là người Việt Nam có độ tuổi từ 22 đến 55 đối với nữ và tính đến 60 tuổi đối với nam. Đang sinh sống và làm việc tại địa bàn có TP Bank hoạt động. Có thu nhập ổn định để đảm bảo khả năng trả nợ cho ngân hàng. Không có nợ xấu tại các tổ chức cho vay khác tại thời điểm vay vốn. Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của TP Bank trong từng thời kỳ. Thủ tục và hồ sơ vay thấu chi tín chấp tại TP Bank. Để vay thấu chi tín chấp TP Bank, khách hàng cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau: hồ sơ nhân thân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đơn đề nghị vay vốn, hồ sơ nguồn thu nhập, hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm. Khách hàng có thể tham khảo giấy đề nghị vay kiêm phương án trả nợ theo mẫu của TP Bank tại đây. Với điều kiện, thủ tục vay đơn giản, lãi suất cho vay ưu đãi, sản phẩm vay thấu chi tín chấp TP Bank được nhiều khách hàng ưu tiên sử dụng khi có nhu cầu vay vốn để phục vụ mục đích tiêu dùng. Nếu bạn muốn vay tiền, hãy đăng ký ngay tại đây để được hỗ trợ miễn phí. Chúc quý khách sớm vay được số tiền mà mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.